tại thành phố nhìn có vẻ im ắng vào nửa đêm có một thanh niên đang bị truy sát trên khắp phố và thanh niên này đã vô tình đi vào một con đường cụt để rồi phải đứng lại đối đầu với tên đang truy sát kia tên kia có khả năng tàng hình nên thanh niên này vừa quay lại phóng dao và khiến xung quanh bụi bay lên mù mịt và một con dao đã bay lại lấy mạng tên này điện thoại cũng hiện lên chữ thua cuộc tên truy sát thì đội một cái mũ gấu và sau khi kiểm tra lại điện thoại thì cũng bỏ đi sáng hôm sau ta gặp nhân vật chính là sudo Cậu đang định tìm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì cậu bạn Sino đến cho cậu xem về những bức tranh hình người mà trên mạng chia sẻ tràn lan. Người ta đều nghĩ đây là nghệ thuật đường phố, cả hai gặp cậu bạn Koda và thanh niên này đến hỏi cả hai có thấy đứa còn lại trong nhóm là Hamada đâu không thì cả hai đều không thấy. Koda bắt đầu thấy lo vì cậu ta có một thông báo về Hamada, Sudo cũng nhờ Koda giới thiệu cho công việc nào đó để kiếm tiền. Koda đã quay đi và nhờ cả hai báo tin nếu có gặp Hamada. Sudo nhớ ra là tối qua Hamada có gửi cho cậu một cái link nghe tên thì cô đa muốn cậu đừng bấm vào hay khởi động nhưng sudo thấy đây chỉ là một trò chơi nên đã bấm vào rồi bị một con rắn chui ra cắn vào cổ cậu đã ngất đi còn trò chơi thì thông báo Hamada thật đã chết một cô gái người chơi khác thì nghe tin có người chơi mới tham gia trò chơi thì hy vọng cậu cố gắng mà sống cậu sau đó tỉnh lại ở phòng y tế và thấy trong người vẫn ổn và không có vết cắn nhưng cổ cậu lại có mã vạch gì đó cậu sau đó ký vào giấy cho cô y tế nhưng bị rơi bút nên cúi xuống lấy tay cậu phát sáng và cậu sau khi lấy được bút thì cậu cũng ký rồi ra gặp lại hai đứa bạn Cô đa làm mặt căng và muốn nói với cậu về trò chơi này. Cô đa muốn cậu giữ im lặng về trò chơi và tạm thời cứ vế rồi tối cậu ta sẽ qua nhà rồi giải thích về mọi thứ. Cô đa cũng về trước và muốn Sudo cũng sớm về nhà, còn cô y tế thì phát hiện có đến hai cái bút. Trên đường về, Sudo không hiểu cô đa bị gì mà lạ như vậy. Cậu sau đó nghĩ cái trò này là áp đánh bạc phạm pháp, cậu sau đó đã mở vào thử thì thấy đây có vẻ là trò chơi bình thường. Cậu bấm vào chơi thử thì được xếp với một tên là Banda. Tên này mặc đồ linh vật của đội bóng chày, và cậu vừa bắt đầu thì thấy tên banda đó đã ngồi ở tàu điện gần đó tay thì cầm con dao và tiến đến cậu cậu vẫn chưa hiểu gì và nghĩ đây có thể là trò chơi khăm gì đó nhưng tên kia đã đâm dao khiến cậu phải né đi cậu sau đó lấy cặp để đỡ và sút hắn đi rồi bỏ chạy cậu chạy đi và cố cầu cứu người khác nhưng họ nghĩ cậu và banda kia ở trong đội bóng và đang có sự kiện gì đó nên chẳng quan tâm cậu chạy đến cảnh sát cầu cứu thì hắn lao đến giết cả cảnh sát nghĩ là sắp lên bàn thờ thì cô đa đến cứu cậu cô đa muốn cậu chạy đến khi hết giờ là được cậu ta biết tên Banda là loại chuyên đi săn người mới. Hắn có khả năng tàng hình thì cô đa có mắt hồng ngoại nên nhìn được, nhưng cậu ta vẫn không đánh lại và bị Banda đâm trúng một nhát. Cậu ta rút tên đâm lại hắn và muốn Sudo bỏ cậu ta lại mà chạy đi. Vì tên Banda đó vẫn còn sống, hắn rút tên ra thì đau quá nên lùi lại còn Sudo thì vẫn cố mang cô đa chạy đi. Cậu đã được cô đa cho biết rằng đây chính là trò chơi mà cậu đã vướng vào. Cậu mang cô đa đi trốn để cố gọi cấp cứu, nhưng tên Banda vẫn bám theo vết máu, cả hai trốn trong nhà để xe gần đó và quan sát có vẻ hắn vẫn chưa biết cả hai ở đâu cậu cố gọi cấp cứu thì không gọi được cậu quan sát lại thì hắn vẫn ở đó và chuông đột nhiên vang lên cậu biết hắn đội mũ đó thì nghe không rõ nên chẳng lo đột nhiên một cô gái tên suka nhắn đến và muốn giúp cậu cậu vẫn chưa hiểu lắm nhưng tên banda đã phát hiện ra vị trí của cả hai cả hai đành đi trốn trong khi hắn lên và họ thấy hắn chỉ biết được địa điểm chứ chưa biết vị trí chính xác cô đa muốn cậu trốn đi vì sudo đang bị hắn truy sát nên hắn chỉ có thể tìm được vị trí của cậu cậu đã ra mặt dụ hắn đuổi theo cô đa biết bản thân không trụ được nhưng cậu ta biết sudo có một sức mạnh lớn đang tiềm ẩn và do cậu ta tắc trách nên mới liên lụy đến sudo cậu lúc này đã trốn vào nhà vệ sinh và hắn đã dùng tàng hình để vào trong hắn lấy súng từ cảnh sát ban nãy và bắn vào nhà vệ sinh nhưng cậu trốn ở sau và xả bình chữa cháy vào hắn cậu sau đó lao ra sống mái thì hắn đấm văng cậu cậu lại mất dấu thì hắn đen đuổi khi bị hai người tông xe chúng hai người kia bỏ đi trước vì không biết đụng chúng thứ gì tên banda bị xử thua và hắn không ngờ rằng hắn lại thua một người còn chưa biết dùng đến sức mạnh cậu sau đó chứng kiến cảnh hắn bị biến mất bởi những khối hộp và để lại thứ mà Sino đã nói là nghệ thuật trên mạng hồi sáng. Cậu không biết cái game này là gì và sau đó chạy đi tìm Koda, cậu gọi cứu thương nhưng đến nơi thì Koda cũng đã ra đi. Koda gửi cho cậu một lời nhắn là hãy cố sống sót. Thông báo về việc Sudo đánh bại được Banda đã lan truyền và cô gái Suka kia hy vọng được gặp cậu để cùng chơi trò chơi này. Sudo sau đó đã mở khóa tính năng mới là Gacha. Cậu không biết cái game này thực sự là gì và hai trên ba đứa bạn đã ra đi nên cậu không thể liên lụy đến người cuối là Sino cậu ga cha được một khẩu súng và nó ngay lập tức được gửi đến cậu quyết định phải nghiên cứu kỹ để có thể ứng phó nếu trận đấu bất ngờ ập đến trong lúc đó một băng đảng của tên vương này đã đi thanh toán hết đám giang hồ trong thành phố hắn cho rằng từ giờ khu này sẽ là do hắn cai quản còn suka thì phát hiện có kẻ nào đó đã săn hết 12 người ở đây nên hẳn phải là một kẻ đáng để cô săn đuổi tối đó sudo đã đi gặp suka như tin nhắn cô gửi cậu đến điểm hẹn thì thấy bất an và sặc mùi bẫy nhưng cô cho rằng nếu cậu hoài nghi thì có thể ra về cậu vẫn vào và rồi gặp được Suka trong này. Cô muốn cậu chứng tỏ bản thân xứng đáng để hợp tác nhưng vẫn cho cậu hỏi trước một câu. Cậu hỏi về cách thoát khỏi trò này thì cô chịu vì cô cũng không biết, bởi cô không phải người lập trình ra cái game này. Nhưng nếu cách để thoát thì vẫn có một, đó là chết đi. Cậu cho rằng game này là phạm pháp và cậu không muốn tham gia vào một trò chơi giết chóc, cô muốn cậu thắng game nếu muốn chấm dứt những thứ này. Cậu muốn biết cách để tránh bị người chơi khác tấn công thì cô từ chối vì cậu chỉ được hỏi một câu. Cô muốn cậu khiến cô tin tưởng bằng cách nói ra năng lực của cậu nhưng cậu không biết có vụ này suka nhắc cậu nhớ về con rắn nó là thứ giúp cậu có năng lực nhưng cậu còn chưa biết cô chỉ cậu kiểm tra trong app thì nó ghi là không xác định cô bắt đầu thiếu tin tưởng cậu nên cậu phải chứng minh là trong túi cậu không có vũ khí gì cậu đã không mang súng nhưng có một thứ khác suka quyết định lấy mạng cậu nên cậu lấy đèn pin trong túi ra chiếu để cắt tầm nhìn rồi chạy đi nhưng cô dùng điều khiển đóng cửa lại cậu chạy thì bị cô ném vũ khí đến nên đành trốn đi nhân lúc cô chưa hồi lại thị lực cô sau đó đã bật đèn lên buộc cậu phải chạy đi nhưng lối thoát đã bị cô khóa lại cậu nhận thấy năng lực của cô là điều khiển sợi xích kia theo ý muốn nên đành chạy đi và trong đầu cậu đã chia ra hai luồng suy nghĩ một muốn bỏ cuộc một muốn tìm cách để đánh trả và luồng suy nghĩ kia đã cho cậu vũ khí để cậu chống trả thay vì chạy cậu lấy được súng và bắn trả rồi tạm thời nấp được cậu nghĩ là bản thân đã kích hoạt được năng lực nên muốn suka cho hòa nhưng cô vẫn ném xích đến khứa vào tay cậu biết cô hết muốn nghe nên cậu lại chay trong khi cô phá phách xung quanh cậu đã trốn tạm vào một góc và nghĩ cách vì sớm muộn gì cũng bị cô ép ra khỏi chỗ này cậu sau đó đã suy nghĩ về lúc cậu tạo ra khẩu súng này vì như suka nói thì năng lực cậu sẽ tự nhiên mà dùng được như cách thở cậu sau đó đã dùng được năng lực suka tìm đến thì cậu đã chạy mất cậu đã bố trí nhiều khẩu súng xung quanh và rồi bắn hết đèn và để suka trong tối cậu đã nhìn tốt trong tối nên lao đến cô xích liên tục bay đến thì cậu né được và lao đến đẩy ngã suka và chĩa súng vào cô cậu muốn cô hủy trận nếu không sẽ chết bởi mấy khối kia cô cho biết cậu chỉ bị như vậy nếu cược hết điểm và đánh rồi thì không dừng được cô nhận ra cậu không biết gì về game thật nên chọn đầu hàng và cho sudo một vài điểm cậu sau đó đã gục và cô nhận thấy cậu mạnh thật trong lúc đó một cô gái đã theo dõi trận đấu của cả hai cô ta nhận thấy sudo rất mạnh vì đánh bại được hai nhân vật khét tiếng trong giới này và năng lực của cậu cũng là dạng chưa từng xuất hiện trước giờ sáng hôm sau sudo tỉnh dậy thì thấy suka nằm trên người cậu và cô muốn được cùng cậu tạo gia đình cô sau đó giải thích là lúc đưa cậu về thì cô mệt quá nên quên thay đồ ngủ còn vụ tạo gia đình thì cô muốn lập một cờ lan với cậu Suka sau đó cho cậu biết về cách né đánh nhau là dùng vỏ bọc. Nó tốn 10 điểm để cậu không bị người khác thách đấu qua hệ thống, nhưng nếu chạm mặt đối thủ trực tiếp thì vẫn sẽ bị thách đấu, điểm có thể đổi qua tiền nhưng chỉ nên dùng khi cần thiết. Cô sau đó hỏi về câu trả lời của cậu thì cậu chấp nhận làm đồng đội với cô, nhưng cô muốn cậu phải là người chủ động tạo cờ lan rồi mời cô vào, nhưng điều kiện lập cờ lan là phải ở hạng B2, còn cậu chỉ mới ở D3. Cậu sau đó đã ra về và cô muốn cậu tối đến thì nhắn tin. Cậu sau đó đi tìm đường về vì khu nhà ở gần Suka khá xa so với nhà cậu cậu đi rút tiền thử và nhận ra 10 điểm vừa rồi của cậu đã đổi qua được một triệu yên hóa ra bán mạng vì tiền là như này nhưng nếu có tiền mà mất mạng thì để làm gì trong lúc đó ta gặp một cô gái mang mặt nạ cáo và một anh võ sĩ cả hai đã đấu giao lưu với nhau một trận và anh võ sĩ biết cô là người đập 12 tên ở shibuya anh cũng không dám chắc vì cũng mới xuất hiện một tân binh đánh bại cả tên thợ săn khét tiếng banda đồng thời một sự kiện cũng sắp đến nên hẳn là sẽ có chuyển biến lớn sudo sau đó đã hẹn gặp suka ở một bức tượng bị phủ bạt cô đã đến rủ cậu hẹn hò và tuần tra trước khu này vì sự kiện sắp diễn ra ở đây cô cấm cậu nói tên trò chơi ra ở đây vì nếu thông tin bị lộ thì cậu sẽ bị khai tử ngay lập tức suka muốn cậu cẩn trọng ở Shibuya ra này cô cho cậu biết về chỗ bức tượng ban nãy nó đã từng xảy ra một trận và 12 kẻ đã bị tàn sát ở đó và đây cũng là địa bàn của một cờ lan xấu xa tên là ai cậu hỏi lý do cả hai đến công viên thì cô cho rằng đây là nơi rộng nhất Shibuya ra nên sự kiện liên quan đến nơi này cũng là có khả năng cậu có hỏi lý do cô tham gia trò chơi thì cô cho rằng con gái phải có bí mật riêng Cả hai sau đó tiếp tục đi hẹn hò và Suka vẫn thản nhiên đi mua đồ thì cậu thấy việc này với con gái quan trọng ra phết, hẳn Suka phải có ý chí sắt đá lắm. Cô đã ra khoe đồ thì Sudo đã khen cho cô vui, và cô vui đến mức chọn thêm vài bộ nữa. Trong lúc đó, một tên được cô gái kia bán thông tin cho đã đến Shibuya để tìm Sudo. Cậu lúc này đang ngồi xem xét vài thứ thì tên kia tìm đến và lấy điện thoại của cậu rồi yêu cầu cậu đi theo. Cậu biết thanh niên này là người chơi nhưng vẫn đi theo vì mất điện thoại thì sẽ có hậu quả rất lớn cả hai đến một con hẻm nhỏ và thanh niên kia cho cậu biết hiếm có người chơi solo nào có thể tự mình sống sót huống hồ chi là đánh bại được hai máu mặt như banda và suka tên banda thì chỉ là dạng bình thường nhưng suka thì thực sự là bờ rồ khi cô đã tự leo lên hạng a mà không cần ai giúp đã vậy còn săn hết cả một khu khiến nơi đó chẳng còn mống nào nên một người như cậu thì anh ta phải đấu một trận thử xem sao vừa nhận lại điện thoại thì cậu đã bị đưa vào trận đấu sudo bị cậu ta lao đến đấm một cú gục ngay khiến cậu ta thấy thất vọng suka giờ mới ra thì nghĩ là sudo đang đi vệ sinh cô gái môi giới thông tin gọi đến và đưa cô thông tin mà cô cần. Còn về tên Vương mới xuất hiện thì chưa có. Cô sẵn sàng trả gấp 3 để cô môi giới tìm thông tin về hắn. Cô môi giới cũng cho Suka biết luôn về việc Sudo đang mắc phải. Cậu lúc này đã lật ngược lại tình thế, cậu lấy rủi điện ra và bị thanh niên kia sút đẩy ra. Nhưng cậu đã lấy được điện thoại của cậu ta và Suka cũng đến nên thanh niên kia đành đầu hàng. Cậu ta lấy lại điện thoại thì giới thiệu bản thân là Kai, thuộc hội quyền sắt và vì trong cờ lan toàn bọn lớn tuổi nên cậu ta thấy hơi hành khi ở trong đó. Đột nhiên cả ba nhận thông báo là sự kiện sẽ bắt đầu sau một phút nữa, vừa đến giờ thì cả ba đã bị những khối hộp chuẩn bị dịch chuyển đi. Suka nhắc cậu là phải đi tìm cô đầu tiên, vừa dứt lời thì ai nấy đã bị dịch chuyển đến. Cô gái môi giới cũng bị đưa đến và luật là săn tìm vòng, mỗi người phải thu được ít nhất 3 vòng để hoàn thành sự kiện. Tất nhiên vòng sẽ không đủ cho toàn bộ nên đây chắc chắn là tranh giành sống còn. Tên Vương vừa đến thì có một cô gái rình để xử hắn. Cô muốn đánh lén bằng cách thiêu hắn dưới ngọn lửa mấy nghìn độ, nhưng vừa nhận thức thì cô đã rơi từ trên tầng thượng xuống và người đầu tiên ra đi. Người dân và Suka phát hiện người đầu tiên ra đi đó thì một âm thanh vang lên khiến người dân bị thôi miên và tự động trở về nhà. Suka hiểu vấn đề nên đi tìm Sudo trước. Sudo thì được giải thích về luật chơi, 300 người sẽ phải tử chiến với nhau để giành vật phẩm. Cơ chế tìm kiếm sẽ bị khóa, mỗi vật phẩm sẽ được đặt tại những nơi trên Shibuya. Tối đa một ngày và điểm của mỗi loại đá quý họ lấy được thì sẽ tương đương với bảng điểm ở đây. Để tìm được vòng thì dùng chức năng máy ảnh thực tế và tất nhiên điều cuối là dưới 3 vòng thu thập được sẽ thua. Rời khỏi Shibuya thì cũng thua, cậu sau đó được biết là có 300 chiếc vòng, nên 1 phần 3 có thể qua được, cậu dùng thử cái tìm vòng thì nó có bản đồ những nơi có vòng. Dùng cơ chế máy ảnh thì nó chiếu ra một thành phố tan hoang và có những chấm sáng. Trong phòng cậu có một cái và cậu thành công tìm được một vòng, đây là vòng ruby và trị giá 500 điểm. Cậu vừa mở cửa thì thấy có người đã chết, dựa vào tường cũng một xác. Lấy máy ảnh kiểm tra thì thấy vòng đang di chuyển nên trong khách sạn này đang có kẻ săn, cậu chạy đến thang máy thì quyết định không dùng vì quá lộ nên sẽ chọn đi thang bộ nhưng giờ đi mông lung thì dễ chạm mặt nên cậu canh ở thang bộ đây cậu lấy súng ra và sau đó có một tên xuất hiện ở ngay thang máy hắn có giáp vũ trang đầy đủ hắn thấy chấm đỏ ở cầu thang thì xả súng buộc sudo phải chạy cậu phát hiện cầu thang bị cây chặn hết đi đường khác cũng bị chặn tên kia đang bám theo phía sau và hắn cũng không phải người tạo ra mớ cây này cậu chạy đến thang máy thì nó xuống không kịp nên tên kia đuổi đến cậu chọn giao vòng cho hắn nên hắn định tha cậu nhưng cậu có súng nên hắn cũng định khử cậu cho chắc Đúng lúc kẹt đạn nên cậu định bắn trả nhưng tay quá run nên hắn thay đạn và bỏ đi vì cậu quá nhát và chỉ tổ phí đạn. Cậu không biết giết chóc có gì vui nhưng cậu nhận thấy game này giờ xác định là phải giết chóc nếu muốn qua. Cậu định đi thang máy rời đi thì bị cô môi giới kia giữ lại. Cậu thắc mắc sao lại có trẻ con ở đây thì cô là năm nhất sơ trùng. Cô cho biết là đi vào đó thì cậu sẽ chết. Không tin thì nhìn tên vừa đi trong thang máy là biết. Hắn đã bị mớ cây giết chết, chứng tỏ bốn thang máy đều nguy hiểm. Người trong khách sạn này đều đã bị giam lại. Dự kiến ban đầu có 25 người trong này nhưng giờ thì chắc chỉ còn vài người, cùng là con chuột bị dồn vào chân tường nên cô muốn hợp tác với cậu. Cô là Jin, là một phân tích viên, trong lúc đó, bên tổ chức sự kiện cho biết Suka lúc này đã thu được 6 vòng, thứ hai là tên vương kia. Hắn đứng đầu cờ lan ai và cả cờ lan hắn đã thu được 18 vòng, và trung tâm là tháp sibu ra thì đang bị một đống cây vây kín. Trong lúc đó, Suka đang bị bốn kẻ truy đuổi. Chúng nghĩ là đã dồn được thì cô đã đâm xích vào cổ chúng, còn hai kẻ còn lại thì bắn tên về phía cô nhưng cô vẫn đáp trả được cô nhận thấy Sudo hẳn là đang ở tháp, nhưng cô tin Sudo mạnh như vậy thì 10 cái vòng trong đó cậu sẽ tự lấy được. Jin đã hỏi cậu có chấp nhận liên minh hay không, vì cô có mọi thông tin của cậu từ trước đến nay. Cậu cho rằng bản thân đã thua trước tên cầm súng kia thì cô cho biết cậu không bị tính thua vì trong cơ chế này thì chỉ cần thắng là cuối trò điểm sẽ được chia ra cho những người còn sống, nên chạy trốn chẳng có gì lạ. Cậu lúc này quyết định chấp nhận bắt tay với Jin vì đằng nào cô cũng chỉ giỏi việc chạy trốn hơn đồ sát. Cậu đã bật cười vì cô đúng là giống với cậu. Cô cho Sudo biết về tên Banda mà cậu đã thắng. Hắn có khả năng lợi cho việc chạy trốn nhưng hắn lại chọn chiến đấu và chết một cách quá nhảm. Cậu cho rằng bản thân chỉ luôn gặp may mắn nhưng may mắn cũng là đặc quyền của kẻ chiến thắng. Cậu sau đó đã đi lấy lại vòng và chạm thử vào súng để sau này tạo ra mà dùng. Cả hai đi tuần thêm một lúc thì thấy nhiều xác quanh đây, đa phần là bọn giành nhau cướp vòng còn không thì là của tên thực vật. Jin biết tên đó được gọi là thợ trồng hoa và chưa ai từng thấy mặt hắn. Cả hai sau đó quyết định trốn lên cao vì hắn chỉ bẫy những kẻ đi thang máy. Cậu lúc này thấy lạ là tại sao mấy kẻ chết trong thang máy không bị biến mất, và vừa kiểm tra thì cậu thấy mấy tên đang đến đây, cả hai bỏ chạy gấp bằng cách dùng bom choáng, cả hai nhận ra đám này đã bị tên Thợ trồng hoa điều khiển, đám kia vẫn đuổi theo khiến jin không biết sao chúng lại tìm được và Sudo đã nhận ra. Cậu lấy súng bắn vỡ camera giám sát và biết hắn đang ở phòng điều khiển để giám sát. Trên Thợ trồng hoa nhận thấy cậu đã biết nhưng gần đó là chưa đủ để lật kèo hắn ta, vì cả cái khách sạn này là khu vườn của hắn, ta lúc này được biết thêm về jin Trước đây cô cũng bị bạn gài và tải game này, cô bị con rắn đó cắn và rồi thức tỉnh được khả năng biết rõ vị trí và quán tính của mọi vật đồng thời phân tích được tất cả thông tin đó. Nhờ đó cô đã thành công cứu được cô bạn trước khi nhỏ bị cho chuyển sinh. Quay lại màn truy đuổi trong khách sạn, Sudo cứ dò được kẻ nào sắp đến thì sẽ lui đi và bắn dần đi những camera. Thợ trồng hoa muốn dễ hơn thì phải quăng vòng đi nhưng nếu làm trái với dục vọng thì sẽ khiến đám này khó điều khiển hơn. Hắn biết giải ra thì sẽ khá nguy hiểm hắn quyết định chia lính ra mỗi tầng, hai con sẽ đi tuần từng tầng một và nếu con nào bị diệt thì sẽ thay thế lại được vì nếu một con bị giết thì hắn sẽ đoán được vị trí nhưng hắn không lường đến việc là dê in và sudo trốn vào trong một căn phòng nào đó nhưng cách này chỉ là tạm thời vì hắn sẽ sớm nhận ra cả hai quyết định sẽ trèo ra ngoài dù đây là canh bạc khá rủi ro còn tên thợ làm vườn giờ đã nhận ra vấn đề không cửa nào bị cậy khóa số lượng chìa khóa thì vẫn đủ hắn bắt đầu suy xét và thấy họ bắn camera là để hắn không thấy cả hai trốn vào phòng nào hắn đã suy xét vào thứ tự cả hai bắn vỡ camera và rồi lần được chính xác phòng ở tầng 29, nhưng khi vào thì cả hai đã đi mất vì còn dấu hiệu là cả hai đã từng ở đây. Đột nhiên bom nổ và hắn phát hiện Jae-in đã cho nổ cây ở tầng 25, nhưng ngần đó chưa đủ nên cô đã chạy đi. Đám lính kéo tới thì bị ném trong một quả bom choáng. Cô đã khéo léo né đạn và chạy một mạch lên tầng 40, do thể lực hơi yếu nên đám lính đến sớm hơn dự tính buộc cô phải nấp lại. Sau khi xác định xong thì cô chạy ra và thợ trồng hoa phát hiện cô có năng lực phán đoán hay thuộc dạng nhìn trước tương lai nhưng hắn nhận ra nãy giờ chỉ có dê in còn sudo ở đâu cậu thì không giống loại hè nhát nấp một góc và rồi hắn nhận ra cậu đã ở tầng một và bằng cách trèo từ bên ngoài vào cậu định cho nổ cửa phòng điều khiển để lôi hắn ra nhưng hắn tự ra ngoài tìm cậu hắn muốn nghe lý do cậu tham gia vào game này thì cậu bị kéo vào còn hắn là cần tiền nên đã giết người để có được điều đó và hắn cho rằng luật của hắn là luật rừng nói xong thì hắn mặc lên một bộ giáp và lao đến tấn công sudo cậu lách kịp nhưng uy lực là rất khủng khiếp hắn cho cậu biết thực vật mạnh hơn động vật rất nhiều cậu rút súng trường ra bắn thì đạn bị bật ra hết hắn chỉ một đòn đã phá được súng nên cậu rút khẩu khác ra khiến hắn nhận ra năng lực của cậu là tạo ra mọi loại vũ khí mà cậu đã từng thấy qua nhưng năng lực đó sẽ bào mòn thể lực nên dự kiến sudo chỉ xài được một đến hai lần nữa cậu quyết định ném một quả bom để hắn lao đến và dùng bom choáng để che mắt và chạy đi nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt được và đấm cậu một cú văng xa cả chục mét cậu cố bắn trong vô vọng để rồi bị ném vào tường ngay giây phút sinh tử thì cậu đã nghe được giọng nói trong đầu cậu giống với lần đấu với suka giọng nói này đã hỏi cậu có chắc về năng lực của cậu hay chưa cậu bị đưa đến một lò rèn và người đang rèn ở đây đã cho cậu biết thợ trồng hoa phải dùng khiên chắn chứng tỏ hỏa lực của cậu đủ mạnh nên nếu cậu gia tăng hỏa lực thêm nữa thì cậu sẽ xuyên qua được lớp giáp bất chấp việc đó có là hy sinh tuổi thọ của súng cậu tỉnh ngộ và rồi rút ra một băng đạn dài những phát đạn lần này thấm hơn đáng kể vì cậu đã gia tăng áp suất trong súng và tăng thêm thuốc súng trong đạn thợ làm vườn không muốn rút mà lao lên sống mái một phen nhưng hắn nhìn thấy ảo ảnh của con gái nên đã dừng tay và xin sudo kết liễu bản thân vì hắn cũng đã có tiểu sử bệnh tim nhưng cậu muốn hắn chết trên giường bệnh chứ không phải dưới tay cậu sudo gục xuống thì jay in đã chĩa súng vào hắn để đe dọa cô biết thợ làm vườn tên thật là di và muốn làm một thỏa thuận cô muốn biết có bao nhiêu vòng trong khách sạn có tổng cộng 24 vòng và cô cho biết tên vương của cờ lan ai đã thu thập được 32 vòng và giờ hắn sớm muộn gì cũng sẽ tràn vào đây để vơ vét số còn lại nên họ sẽ cùng nhau lập một cờ lan để đối phó lại hắn thay vì cứ chết lẻ một cách vô ích trong lúc đó Suka vẫn liên tục xử lý những kẻ đang cố rình dập cô. Cô quyết định xuống ga tàu dù biết là sẽ có phục kích nhưng ít nhất là không có bắn tỉa. Còn Sudo lúc này mơ về Coda và hỏi lý do cậu ta tham gia trò chơi này. Cậu ta cần tiền để cùng cậu và Hamada có xe đi phượt cả hè. Coda và Hamada đã đi trước và muốn cậu tiếp tục ở lại chứ đừng có đi theo cả hai. Cậu sau đó có thấy Suka cũng đang sắp đến đây. Cậu ra gặp lại Zein và cùng đi gặp Hijazi bàn chiến lược để hội quân với Suka. Hijazi đã cho tạo hàng rào ở tầng dưới và cờ lan ai vẫn chưa có động thái gì cả ba sau đó đi thả thanh niên cầm súng trường kia và quyết định thả anh ta ra vì sudo muốn đáp lễ vì anh ta đã tha cho cậu cậu muốn anh ta hợp tác hoặc ít nhất là không tấn công họ trong sự kiện anh ta từ chối hợp tác với Hijazi vì bị chú ta tẩy não anh ta bỏ đi lấy súng và hứa là không tấn công nhưng khi nghe được việc tên vương cũng tham gia vụ này thì anh ta quay lại chất vấn anh ta đổi ý và chấp nhận tham gia vào cờ lan tạm bợ này trong lúc đó tên vương thấy giờ có vẻ là lúc để đi vô vét trong khách sạn kia vì trong đó cũng hơn 20 chiếc vòng và đến đêm thì hắn sẽ gom được đủ 20 thành viên để tấn công. Trong kia hẳn là cũng đánh nhau đến mức kiệt quệ cả rồi, và hắn sẽ thua thập tất cả để trở thành người đứng đầu và có được đặc quyền của quán quân sự kiện. Quay lại với Sudo, anh trai kia đã bỏ mũ ra và giới thiệu bản thân là Juji. Cậu nhìn còn tưởng anh ta có quan hệ gì đó với Koda. Những kẻ bị tẩy nào khác thì đã bị in bắn bị thương rồi cho 3 vòng và thả đi. Còn lại 15 vòng ở đây nhằm giúp cả nhóm có thể chắc chắn qua được sự kiện. Dẫu biết trong này toàn bẫy nhưng đám của tên vương kiểu gì cũng sẽ mò vào vì chúng rất tham lam. Về phần chia chác thì Hizaji sẽ lấy 6 vòng còn chính cái thì chia 3. di không có ý kiến gì vì đằng nào anh ta cũng là được tha. Jin lúc này lại thấy có gì đó sai sai. Vì bảng giá trị cho ngọc lưu ly giá trị hơn hồng ngọc, trong khi ngoài thị trường thì hồng ngọc chỉ thua giá mỗi kim cương, với cả luật cũng khá kỳ lạ. Khi nó yêu cầu chỉ cần đủ 3 vòng thì hoàn thành vậy tại sao còn phải cho thêm thời gian giới hạn nữa để làm gì thay vì chỉ cần đủ 3 vòng là qua luôn. di muốn họ lo đám của tên vương trước rồi suy tính sau. Đột nhiên Sudo nhận được tin nhắn cầu cứu từ Suka cô trước đó đã vào hầm thì bị nước tràn ra khiến cô buộc phải quay ra nhưng ngoài này đã có một đứa dựng tường băng chắn cô suka cùng xích để xuyên qua nhưng không đủ và cô phải quay lại thì sau này cũng có một tường nữa khiến cô bị kẹt trong này jay in không nghĩ tin nhắn cầu cứu đó là đùa nên sudo và jiuji sẽ đi tìm cô còn jay in sẽ ở đây yểm trợ trong bán kính một cây số bằng súng tỉa sudo và jiuji đã đi ra ngoài và nhận thấy chỉ hơn hơn một nửa số người chơi còn sống và họ sẽ cần hơn 5 phút để đến được chỗ suka Ryuuji -Gi có hỏi chi tiết về năng lực của Sudo thì cậu chỉ tạo được mấy cái mà cậu hiểu rõ chứ mấy cái vòng này quá phức tạp nên không copy được. Cậu hỏi về năng lực của Ryuuji -Gi thì anh ta chỉ biết ai nói dối hay nói thật, cơ bản là khá cùi. Zein lúc này tìm được góc bắn khá ổn và suy nghĩ tiếp về uẩn khúc của trò chơi. Cô nghi ngờ mấy cái vòng chỉ là chim mồi cho kho báu thật sự. Đột nhiên cô thấy mã QR trên vòng nên quét thử thì có số nên bảo Hijazi quét chung, có số giống nhau và cũng có số lại bắt đầu bằng dấu chấm thập phân vì giờ họ không có vòng kim cương và lục bảo nên khó để xác định chính xác. Cô quyết định cho Hizazi thay đổi lại hàng phòng thủ để chống bọn của tên vương. Còn Jiuji và Sudo thì gặp được một cô bé. Jiuji hù nhỏ một chút và xác định được nhỏ không có vũ khí và không có ý định làm hại cả hai. Nhưng cả hai bận nên đến đường hầm trước và Sudo đã quyết định chui xuống đường hầm ngập nước này và nếu 5 phút nữa cậu không quay lại thì Jiuji hãy về và đem vòng của cậu cho cô bé kia. Cậu đi trước còn Jiuji chĩa súng vào cô bé vì biết nhỏ nói dối rằng dưới kia thực sự có nguy hiểm rình rập cô bé dùng nước để tạt diêu di -ji và chạy đi lương tâm anh không cho bắn con nít và hẳn là cô bé biết gì đó nên đành đuổi theo trong lúc đó suka đang cố chờ người đến cứu nhưng nước quá lạnh khiến cô đã gục trước khi sudo đến còn diêu di -ji thì đang đi tìm cô bé kia ta biết được cô bé đây có hai nhân cách và là anh em với nhau người anh muốn cô em dùng nước tạt vào diêu di -ji để cậu đóng băng diêu di -ji lỡ đạp lên nắp cống và suýt gặp chuyện anh ta bắn loạn xạ nên người anh phải tìm chỗ nào có nhiều nước hơn Di -ji nghe tiếng điện thoại ở cửa hàng gần đó nên tìm đến và chỉ thấy mỗi điện thoại trong này. Đột nhiên những bình nước xung quanh tạt vào và đóng băng anh ta. Người anh tính xử luôn Di -ji thì nhân cách người em đã cản lại vì không muốn giết người nữa. Quay lại với Sudo, cậu đã đến chỗ tường băng và bắn vài viên để đục lỗ đi qua. Cậu sau đó dùng điện thoại và tìm được vị trí của Suka nên bơi đến và kéo cô lên. Mạch của cô quá yếu nên cậu phải tìm cách đưa cô ra khỏi nước lạnh. Cậu quyết định hô hấp nhân tạo và kéo được cô trở lại. Cô quyết định hôn Sudo để cảm ơn và chính thức đánh dấu chủ quyền luôn cô sau đó nghe về việc sudo đã kiếm được đồng minh thì rất vui và nói cho cậu biết lý do cô tham gia vào trò này là để trả thù trước đây cô phát hiện bố và mẹ cô đã bị một kẻ sát hại và trong máy bố thì cô áp của trò chơi này nên cô quyết phải trả thù và tìm ra kẻ đã làm ra trò chơi này sudo cũng mong muốn điều đó và ghim đạn vào đầu tên đã tạo ra trò này cả hai đến khu vực thoát ra được và sudo đã làm ra cho cô vũ khí để cô sử dụng trong lúc đó tên vương cũng đã phát hiện được bí mật của cái vòng và những con số trên đó đột nhiên hệ thống trò chơi thông báo đã xuất hiện đợt vòng thứ hai nên mau mau đi tìm kiếm tên vương thấy thời điểm đã đến và hắn giờ đã có đến 30 đàn em và sẵn sàng để đánh sập cái khách sạn của nhóm sudo cậu lúc này đã quay lại chỗ diêu và gặp cô bé kia jay in có nhắn là nếu tìm được vòng lục bảo thì quét số về cho cô vì cô đã có vòng kim cương ở khách sạn còn cô bé đây là sui và người anh là sota cô bé không thích đánh nhau nên sẽ bỏ cuộc nhưng suka đã tha cho su vì nhờ cô bé mà cô với sudo đã gần gũi hơn với nhau Suka mời Sui vào cờ lan và Sui đã giúp cả hai làm khô đồ bằng năng lực điều khiển nước. Cô bé không giỏi dùng năng lực như người anh trai của mình. Sota vốn đã bị tai nạn mà mất nhưng linh hồn đã nhập vào Sui và đó cũng được xem là một phần năng lực mà game đã ban cho. Không ai bảo Sui phải chiến đấu mà chỉ cần lo mấy việc giặt giũ là được. Sudo nhắc cho Ryuji nhớ mục đích của họ là qua sự kiện chứ không phải giết tên vương. Dù Ryuji không ưa lắm nhưng vẫn nghe theo vì còn món nợ phải trả. Họ sau đó thấy tên vương đã hành động còn dê in thì gửi đến thông tin mà cô có được từ những chiếc vòng. Tính cả chiếc mà Sudo vừa gửi về từ mớ Suka có, cậu quyết định vứt hết số vòng để làm mồi nhử và đi tìm kho báu thật sự của trò chơi. Trong lúc đó, Hijazi thấy họ hoàn toàn bị áp đảo nên chọn ở lại cho Jin đi trước. Chú ta cần tiền để chữa bệnh cho con gái nên Jin khuyên chú một câu là nếu biết bố chết ở trò chơi lạ lẫm thì con gái còn buồn hơn là chết vì bệnh tim. Chú ta biết điều đó nhưng giờ chuyện cũng đã đến nước này. Đám dưới kia đã vào được và một tên quyết định đi thang máy vì hắn không sợ mấy cái cây. Hắn vừa lên thì bị dây leo túm lại nhưng lửa của hắn đốt được cây. Nhưng chú Hijazi đã tự mình xuống dưới kia để xử đám dưới này trước, một tên quyết định cảm thử nhưng chú Hijazi vẫn mò lên tầng trên cùng để đấm nhau với tên chỉ huy. Còn Zein đã ra ngoài và chạy đi tìm kho báu thật sự. Cô đã dựa vào những con số có được trên vòng và chúng không có quy luật cụ thể nào cả. Suy luận một lúc thì cô nhận ra con số đại diện cho độ cứng của đá và sắp xếp lại thì nó sẽ là tọa độ của Gasi Buza, và đó có thể là nơi cất giấu kho báu thật sự. Chiều hôm đó, trước khi cuộc tấn công bắt đầu thì Zein đã cảnh báo cho Hijazi về hai kẻ mà chú ta cần lưu tâm một tên thì có khả năng phá hủy mọi thứ bằng đòn công kích còn một tên thì khắc chế chứng của chú ta với năng lực bao bọc bản thân bằng lửa và cũng là kẻ mà chú ta đang phải chiến đấu lúc này trong lúc đó jin phát hiện có khá nhiều vòng ở trong ga nên hẳn là cũng đang có vài kẻ ở đây cô vào trong thì phát hiện tên vương đang ở đây hắn đã chỉ điều động hơn nửa đi tấn công khách sạn còn lại thì kéo đến đây trong lúc đó có ba kẻ đang rình ngoài khách sạn để đợi hốt thêm vòng kim cương nữa là đủ bộ vì một người trong nhóm này cũng có suy nghĩ như jin nhưng chưa kịp thực hiện thì Kai đã xông đến xử lý và cướp vòng của cả ba. Chú Hijazi giờ thực sự gặp khó gặp khi chạm trán tên có năng lực khắc chế. Chú ta đành sủi trước để hồi phục lại dần. Chú suy nghĩ về việc cài lựu đạn trong rào chắn và dụ hắn đến. Có thể hắn chịu được lửa nhưng mảnh lựu đạn và áp lực từ vụ nổ thì chú không chắc. Chú vừa chạy đi thì tên đầu tiên mà Jae In cảnh báo đã xuất hiện từ phía sau đẩy chú về phía tên lửa và rồi chú ta đã bị một đâm giữa ngực. Nhưng chú ta vẫn gắng sức kéo bom ra nổ để che mắt và chạy đi chú ngồi lại ở cạnh cầu thang và cố giữ tim đập nhưng chắc là cũng chẳng còn được lâu nữa hai tên kia tìm đến thì chú đã cho cả tòa nhà rung lắc dữ dội để cho chúng sập xuống tên lửa định xử chú trước khi nhà sập nhưng chú ta đã ra đi trước cả khi hắn định ra tay ngay lúc nhìn thấy cả khách sạn sập xuống thì sudo đã hiểu chuyện xảy ra với chú Hijazi nên muốn cả nhóm tiếp tục và kết thúc cái trò chơi này jin lúc này trốn trong kia và không ra được nhưng cô nghe được hai tên nói về việc tên vương vẫn chưa giải mã được vị trí chính xác của kho báu mà đứng đây dình đợi kẻ nào để thì ép kẻ đó khai ra đột nhiên một tên có năng lực mũi sói đã ngửi ra được dê in buộc cô phải chạy đi nhờ năng lực của mình nên cô dễ dàng nhảy qua ngay lúc tàu đi ngang và thoát cô nghĩ là chỉ cần né được tên vương thì thoát được nhưng lại chạm mặt hắn và bị hắn tóm được cô cố nói ra việc bản thân không có vòng nên không biết gì cả nhưng hắn bẻ một tay cô để ép cô đành nói nhăng nói cuội để câu giờ và ngay lúc hắn mất kiên nhẫn và định bẻ nốt tay kia thì sudo đã đến cậu muốn thương lượng nhưng hắn ứ thích mà muốn giết sạch và chừa một người lại cả nhóm biết là chẳng thể nào thương lượng được với cầm thú nên sudo và jay in đành đi trước Ryuji đã xả súng ép chúng phải lần trốn. Suka đi xử mấy tên cầm bom và khiến chúng tự hủy. Xui thì mở nước khẩn cấp ra và để Sota đóng băng lại. Nhưng tên vương tự mình lo liệu được và còn đập vỡ xích của Suka. Nhưng Ryuji đã thu hút sự chú ý của hắn. Trong lúc đó, Sudo đã phải đi kiếm nơi nào đó an toàn để dê in giải mã nốt đoạn số còn lại trên vòng kim cương. Ryuji thì đã cố để tên vương bám theo anh ta vì Ryuji biết hắn có thể dịch chuyển trong bán kính 5 mét nên anh ta giữ khoảng cách 10 mét cho chắc. Vừa ra cửa thì anh ta nghĩ tên vương không bám theo. Anh bị hai tên bắn vào làm anh ta phân tâm để rồi bị tên vương áp sát và cắt đi một tay. Jae-in lúc này đã ngồi lại và đưa tâm trí vào sâu trong nội tâm để phân tích con số. Và sau một lúc thì cô đã biết được con số này có ý nghĩa gì, còn Jiu -ji lúc này dự định cho nổ để chết chung với tên vương. Nhưng Sudo đã chạy ra rừng hắn lại và chọn đầu hàng. Jiu -ji nhận ra cậu nói dối và Sudo đã lấy một cái chìa khóa và lừa rằng đây là thứ mở ra kho báu thật sự. Cậu muốn đổi nó để giữ mạng cho Jiu -ji. Jiu Ji. không biết Sudo có ý định gì nhưng vương không phải tên ngu ngốc như đám đàn em hắn là kẻ đã hại em trai anh ta nên anh ta phải giết hắn bằng mọi giá bằng cách canh đúng lúc hắn không thể dịch chuyển đi được nên sudo tránh ra dùng anh ta nhưng tên vương ngoài mặt thì có vẻ không tin sudo nhưng jiuji nhận ra hắn nói dối và có quan tâm thật và còn vì sudo đang dí súng vào chìa khóa nên hắn càng không dám manh động sudo biết vương không có vòng kim cương bởi vòng kim cương chỉ có ở khách sạn trong đợt thứ hai nên cậu chém ra con số của vòng kim cương và vẽ ra vị trí như đúng rồi tên vương thấy cậu có vẻ hợp lý nhưng không có gì là đảm bảo hắn quyết định giữ mạng cho cậu nhưng Diêu Di thì không nên cậu cũng kệ mà để hắn làm gì thì làm. Diêu Di biết cậu đang tạo cơ hội để anh ta giết tên vương, nhưng cậu đã ném chìa khóa đi và khuyên anh ta rằng giữ mạng là điều quan trọng nhất. Cậu sau đó đã lại tủ đồ và nhập số. Còn Zê In thì nghĩ rằng mấy con số là ngày tháng nhưng năm lại không có nên chỉ có một cách cuối cùng là sáu con số đó chính là mật mã cho tủ đồ ở trước nhà ga. Và Sudo đã làm được, cậu tìm được kho báu trong ngăn tủ đó và chiến thắng trò chơi. Vì sắp dịch chuyển nên hắn không thể cử động mà xử cậu lúc này. Tên Vương đã ghi nhớ mặt cậu và săn lùng cậu sau khi kết thúc sự kiện. Cô gái đeo mặt nạ là người duy nhất cược vào cậu nên sắp ôm chọn một đống tiền. Còn Sudo là người duy nhất ở lại, cậu xem thử kho báu thì trong đó là một chiếc điện thoại. Con rắn đã gọi đến và cậu biết giọng nói bên kia chính là chủ trò chơi này, người đó banh luôn cho cậu 1000 điểm để làm chứng. Người đó chỉ dựng nên giao diện cho trò chơi chứ không hề tự mình tạo ra toàn bộ. Nhưng người đó muốn cậu nghe trước vì đây có thể là lần duy nhất cả hai nói chuyện với nhau, cậu sẽ được thưởng 10000 điểm và một nửa sẽ chia cho bạn bè cậu cộng thêm hơn 200 điểm từ việc sinh tồn và thêm một đặc quyền mà cậu muốn, nhưng chỉ là trong phạm vi người đó làm được. Cậu muốn bỏ game nhưng người đó không chấp nhận vì điều đó đi ngược lại trò chơi. Nhưng người đó cho cậu biết hai cách để thoát game, đó là hoàn thành nó hoặc giết anh ta. Cậu sau đó đã phải suy nghĩ về một đặc quyền gì đó có thể giúp cậu rất nhiều. Và rồi cậu đã chọn được và được người đó chấp thuận. Anh ta cũng cho cậu một món quà đó là tên cho năng lực của cậu. Sau đó thì cậu bị dịch chuyển đi và điện thoại cũng bị tiêu hủy. Hai tháng trôi qua, Sui và Suka dự định mua một căn nhà kiên cố để làm căn cứ cho cả cờ lan. Còn bên bảo hiểm thì đã đến gặp con gái của chú Hizazi để trả tiền bảo hiểm thì bị cô đuổi ra. In cũng đoán được tình hình này và anh nhân viên đây muốn cô giới thiệu anh ta với Sudo vì cờ lan mà cậu sắp tạo sẽ là một cờ lan đầy tiềm năng cho anh ta. Anh bảo hiểm vừa đi thì con gái chú Hizazi chạy ra định gọi lại thì đụng chúng In. Cô đã làm quen với con gái chú là Suzune. Cô không tin vào cái chết của bố nên In đưa cô danh thiếp và nếu muốn biết sự thật thì gọi đến. Trong lúc đó Jiuji đã được hồi quyền đấu sĩ của Kai giúp đỡ và chữa cho cánh tay theo như yêu cầu của người đó. Anh ta và chủ hội đã đi gặp Kai và cậu ta nhận xét là chỉ trong hai tháng mà Sudo đã mạnh hơn hẳn. Chủ hội biết Sudo đang định lập cờ lan và muốn anh ta liên minh. Nhưng anh ta muốn đấu với cậu một trận để xem cậu có xứng đáng hay không. Anh ta muốn cậu tung hết sức để tôn trọng trận đấu. Trong lúc đó, Sino đã đến nhà tìm Sudo thì vô tình người của tên Vương ở đây và hắn biết Sino là bạn của Sudo nên có sẵn thứ để gọi cậu đến. Trận đấu của chủ hội và Sudo đã sắp xếp xong anh ta cho cậu xài mọi thứ nhưng chỉ cần không phá hủy nơi này và có ý mưu sát là được trận đấu ngay lập tức bắt đầu và sudo đã rút súng ra chơi nhưng bị tiếp cận ngay tức khác nên đánh né ra và quang bom nhưng ngần ấy không đủ đánh được chủ hội anh ta cũng nhận xét cậu là dạng có phản xạ tốt và cậu đã dùng dao để ép anh ta lùi lại nhưng chủ hội vẫn chưa dùng đến năng lực nên cậu lại rút súng ra bắn Z-In có đến và thấy sudo giờ đã có thêm nhiều thứ trong kho vũ khí của cậu tất cả cậu có được là nhờ ziuji đưa đi xem và anh ta thấy cách của họ khá hiệu quả khi giúp sudo hiện tại có thể trụ vững trước người mạnh thứ tư của game. Chủ hội đã tiếp tục di chuyển ngay khi sudo ném bom. Anh ta cầm thêm một tảng đá để chắn và tiếp cận cậu nên cậu rút bom ra định tự hủy thì anh ta đã dùng năng lực để gồng cứng cơ thể. Nhưng cậu chỉ dùng bom giả để che đi bom choáng khiến anh ta công nhận cậu xứng đáng nhưng vẫn muốn vui vẻ thêm chút nữa. Nhưng cô gái đeo mặt nạ đã cản cả hai lại. Cô là Tuyết Lan và là hạng nhất của trò chơi này và cô đến đây để bắt sudo. Ryuji sau đó đã về báo lại cho Suka biết là Sudo đã bị bắt và Tuyết Lan chỉ mới nhìn một cái là cả bọn đã gục. Jin cho biết đó là thuật tâm kiếm. Bị tâm kiếm chém chúng thì sẽ tạo ra tình trạng như cái chết giả. Đó là một kỹ thuật của phái võ chứ không phải năng lực từ game ban cho. Cả nhóm quyết định sẽ đi đòi Sudo về. Cậu lúc này hỏi lý do bản thân bị bắt thì Tuyết Lan cho cậu biết cậu rất có tố chất để làm sát thủ vì cậu có bản năng khao khát chiến đấu. Tuy ngoài mặt có vẻ không ưa nhưng khi đã vào trận thì cậu lại bị cảm giác phấn chấn lấn át gia tộc cô đang cần người kế vị và người như cậu rất hiếm có nên cô sẵn sàng kết hôn với cậu để kiếm người kế vị tài xế báo tin là có người bám theo và nhóm suka giờ đã ngay phía sau tuyết lan đã để cậu nói chuyện với suka và cậu muốn cô cứ tông vào còn cậu tự có cách thoát cậu cho tuyết lan biết bản thân chưa hề giết ai nên mới đi được đến bây giờ nên cậu thách cô trốn được khỏi cả cờ lan của cậu mà không giết một ai nếu được thì cậu sẵn sàng làm thủ hạ hay chồng của cô đều được j in quyết định bắn vào lốp xe và để né cảnh sát thì họ chỉ cần bắt đầu chế độ đấu cờ lan in đã bắn vào lốp nhưng lốp có chống đạn nên chỉ làm chậm lại được. Suka đã lên nóc xe để nhảy qua nhưng lại dính tâm kiếm. Có điều cô không hề sợ chết nên chẳng bị ảnh hưởng gì mà nhảy qua chơi tới. Tuyết Lan liên tục chặn được xích buộc cô phải tìm cách đánh bay kiếm của Tuyết Lan. Nhảy múa với xích một lúc thì cô phải quay lại xe. Nhưng Sudo đã tạo ra hai chai rượu và ném ra cho Suka, cô đã ném vào lốp và để Sota đóng băng khiến Tuyết Lan không đi được nữa. Cô vẫn cho rằng bản thân chưa thua nhưng ông tài xế đã phân tích cho cô thấy hiện tại họ đã thua vì xe của họ đã không thể di chuyển và điều kiện là cô phải trốn mà không giết một ai. Cô đành nhận thua lúc này và sẽ không đụng đến cờ lan của cậu, nhưng do cô chưa hề nhận điều kiện gì nếu thua nên cô chọn gia nhập vào cờ lan với cậu dù nhiều người khác từ chối. Nhưng sudo nhận thấy cô là người biết giữ lời hứa nên để cô gia nhập với điều kiện là nếu cô phản bội thì phải xử cậu trước chứ không được đụng vào những người khác. Cô chọn gia nhập để mai rũ cậu và dần dần biến cậu thành người lý tưởng của cô. Trong lúc đó Tên Vương đã quay lại video về việc hắn đã cắt hết ngón tay của Sino và muốn Sudo tìm tới hắn. Địa điểm thì tự đi mà mò. Sáng hôm sau, Zein đã đi gặp một cô bạn để lấy thông tin về vị trí cờ lan của tên Vương. Cô điều tra được là hắn có cỡ 15 quân và số còn lại hẳn là đã bị hy ra di xử. Đám nguy hiểm thì có tên dùng đòn chấn động còn tên xài lửa thì không thấy đâu. Cô gái kia muốn thủ lao là được vào cờ lan của Sudo nhưng Zein sẽ chỉ nói lại còn quyết định là ở Sudo. Cậu lúc này tức giận và thề sẽ xiên tên Vương bằng được nhưng Diêu nhắc cậu nhớ là bà chị bên hội quyền đấu sĩ có thể cứu được nên khỏi lo. Về chiến lược thì Tuyết Lan không liên lạc được nên chỉ có ngần này với quân lực từ hội quyền đấu sĩ cung cấp, còn về chiến thuật thì họ đã biết được vị trí. Và đúng lúc này thì Jay in về và đã có đủ thông tin, đám của tên Vương lúc này nghe tin cảnh sát mò đến nên để tên chấn động kia ra tay. Còn nhóm của Sudo thì ngồi chờ vì chỉ mỗi Kai đi tiếp viện vì hội quyền đấu sĩ cũng đang bị một cờ lan khác tấn công. Ưu tiên của họ là cứu người và Suka điều tra thấy cảnh sát đang bao vây chúng nên cả nhóm xuất phát và tranh thủ cứu người khi chúng đang bận tay tên vương cho đàn em chuẩn bị rút đi trước khi cảnh sát gọi viện trợ tên vương đã ra phía sau kia để lo liệu đám cảnh sát và suka đã gửi điện thoại vào cho sino rồi bảo cậu ta tham gia vào trò chơi luôn cậu ta lỡ tắt máy nhưng vì muốn sống nên đã dùng lưỡi để chấp nhận tên vương cho người đi khử sino thì cậu ta đã có năng lực và cản được đạn đồng thời thổi bay tên kia đi sudo và cả nhóm đã chạm mặt tên chấn động và cai chọn ở lại giao chiến sino thì nhận ra năng lực của cậu ta là di chuyển đồ vật bằng tâm trí nên đã ném mọi tên tìm đến nhưng tên vương thì hơi quá sức Hắn biết Sudo gần đây nên gọi cậu ra mặt hoặc hắn thẻo luôn Sino. Cai lúc này biết được tiểu sử của tên kia, hắn là cây và từng là một võ sĩ bậc thầy cho đến khi lỡ giết đối thủ mà mất luôn sự nghiệp. Dù đó bị xem là tai nạn nhưng hắn đã bị xã hội vứt bỏ và được tên vương khai sáng. Hắn tham gia game để xóa đi nỗi đau bằng cách giết chóc và Cai không thể lơ là với hắn vì kỹ thuật và năng lực của hắn đều rất mạnh. Nhưng Cai cũng không thể để thua vì cậu ta cũng là dân võ thuật và có năng lực là tốc độ siêu thanh, Dê in và xui thì nấp một góc để không ai phát hiện và hỗ trợ khi cần do xung quanh là biển nên Su có thể dùng năng lực thỏa thích. Z-In đã đi thám thính vị trí và báo lại cho Sui. Cô bé sẽ dẫn nước đến vị trí của mấy tên Lola và để Sota đóng băng chúng. Sudo và Yugi -ji đã đi vào trong và chạm mặt tên vương. Cậu muốn hắn trả bạn cậu lại đây nhưng hắn cho cậu thấy Sino đã ở ngay phía sau cậu. Sudo phát hiện cái thùng và máu chảy ra từ đó. Cậu không dám tin vào mắt mình cho đến khi mở thùng ra và thấy đây đúng là Sino. Tên vương đã quăng cậu lại cho đàn em xử lý nhưng cậu đã quay lại và bắn vỡ đầu một tên. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức giết người cậu đã ngộ ra được chân lý và chỉnh lại thành cửa Lan chiến. cậu đã sai khi xem lũ này là con người để rồi nương tay. giờ cậu sẽ xem chúng là rác rưởi và cậu là người phải dọn dẹp chúng. cậu bắn một lúc cả năm tên chết và thấy đám này quá dễ so với anh chủ hội quyền đấu sĩ và Tuyết Lan. tên Vương lao đến thì bị cậu bắt bài và cho Suka chơi đùa với hắn. cô đu xích và liên tục dẫn dụ hắn bám theo. cái lúc này vẫn chưa thể làm gì được cây vì dù tốc độ có nhanh nhưng uy lực đòn thì hơi yếu. Một đám nữa kéo đến để xử Sudo và Ryuji thì cả hai chia ra xử hai cánh và chỉ chớp mắt cả hai đã xong việc của mình nên định đi tìm Suka. Cô lúc này đã dụ hắn vào nhà kho và đứng trên kệ nhìn hắn. Cô ném xích vào hắn và hắn ngay lập tức phá vỡ, nhưng chân hắn cũng đứt nốt. Hắn đang chưa hiểu vấn đề nên cầm máu và dịch chuyển lên trên cô để tấn công thì đứt luôn tay. Hắn ngồi lại cầm máu và vẫn chưa hiểu cái vẹo gì thì cô cho hắn thấy xung quanh nhà kho toàn là dây thép được cô chẳng lên. Khả năng của cô là điều khiển mọi vật dạng dây nên chỉ cần cô rung lên thì dây thép sẽ như một lưỡi cưa cắt đứt mọi thứ hắn có thể dịch chuyển đi nhưng chỉ trốn được nếu không mắc vào dây thép hắn quyết định xài đến con bài tủ hắn sẽ hoán đổi vị trí với suka nhưng vừa hoán xong thì hắn đi một chân nữa vì cô là người cầm dây nên chẳng thể nào bị mắc cô cho hắn biết là hắn chẳng phải nhân vật chính của cái game này đâu mà chỉ là một thằng ngu muội ảo tưởng mình là vua cô đã cho hắn bay lên trời và hắn cố dịch chuyển lại gần mặt đất để sống nhưng sudo và ziuji đã chờ hắn ở đây hắn đầu hàng để được sống nhưng sudo cho hắn biết là cậu đã nhận được đặc quyền từ game đó là khi chiến đấu cậu có lấy hết điểm nếu cậu cũng chọn đặt hết nếu cậu ép đối phương đặt cược khoản tương ứng nói cách khác nếu hắn ít điểm hơn cậu hắn sẽ toang xong. hắn đã mất sạch điểm và giờ hắn sẽ bị game khai tử tên cây bên kia cũng vậy và cai xem như được cứu vương lúc này biết hắn đã chết chắc và hiểu ra câu chuyện về cái hũ toàn sinh vật có độc bị nhốt lại mà dê từng kể hắn thấy sudo mới là vua nọc độc thật sự hắn muốn cậu đừng có huy hạnh hoang chỉ vì ăn được hắn vì sau cùng cậu cũng chỉ là một con bọ bị nhốt vào bình như hắn cậu nã thêm vài viên trước khi đầu hắn bị dịch chuyển đi hoàn toàn Sudo thấy bản thân đã thua khi không bảo vệ được bạn bè, giết chóc thật khốn kiếp nhưng để bạn bè chết còn khốn hơn. Cậu quyết định sẽ xử tên tạo ra trò này và ai cản đường thì cậu xử nốt, cả cờ lan quyết định sẽ theo cậu đến cùng và cai hứa là sẽ giúp nếu rảnh. Tên điều hành lúc này đã gọi cho một tên nguy hiểm và thông báo về việc hắn không được đụng đến Sudo vì giờ game sẽ chuyển sang giai đoạn 2. Sudo và cả nhóm sau đó đã bắt đầu đi chiếm lấy Shibuya và cấm không cho kẻ nào chơi game và giết chóc trên địa bàn của cậu. Cả nhóm cứ thế đi khống chế từng cờ lan nhỏ khác và ép họ phải đi nơi khác hoặc dừng chơi game cậu muốn chúng phải loan tin rằng game sẽ bị cấm ở địa bàn của cậu địa bàn của những con quạ hoàng hôn cả nhóm cũng mặc những bộ đồ đen như là đồng phục của nhóm và phim đến đây là kết thúc thế nên ai có thời gian thì lướt xuống bên dưới ít thì một đăng ký nhiều thì cả đăng ký với like comment luôn càng tốt mấy ông giúp tôi lúc này tôi sẽ giúp mấy ông lại về sau thế nhá